Và chắc hẳn là quý vị cũng sẽ đồng ý với tôi rằng là nhảy múa sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn, hưng phấn hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Còn với những em học sinh khuyết tật ở trường giáo dục chuyên biệt Thảo Điền ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhảy múa còn thực sự giúp các em có thể tự tin và hòa nhập với cuộc sống. Người mang lại niềm vui đó, một người phụ nữ gốc Việt và cũng là chủ nhân của ngôi nhà Dancenter và là thành viên Hội đồng Quốc tế Nghệ thuật Múa UNESCO. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người phụ nữ ấy ngay sau đây. Ba năm nay, đúng 13 giờ 20 phút, chiều thứ 6 hàng tuần, chuyến xe được một trường mầm non hỗ trợ đón khoảng 12 em học sinh ở trường giáo dục chuyên biệt Thảo Điền đến với Dancenter. Tâm trạng háo hức, sắc thái tự tin, khác hẳn với lần đầu chị Linh Rateau gặp các em. Một vài em thì rất khép kín, còn một vài em khác thì luôn xấu hổ và căng thẳng. Thời điểm đó, không chỉ trò mà cả cô cũng lo lắng, thiếu tự tin liệu mình có thể dạy được các em. Tôi không muốn các em phải quá nhớ các kỹ thuật hay là vũ đạo. Vì vậy, tôi quyết định mang các em về với những động tác trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi không phải là robot. Tức giận. Hạnh phúc. Bạn sẽ cho mọi người xem clip này chứ? Con thấy sân khấu nó như thế nào vậy? Nó lớn. Lúc đấy mẹ bên dưới chỉ có nước mắt lưng trào thôi. Tại vì quá là hạnh phúc. Không nghĩ là mà các con đã làm một cái bài từ đầu đến đuôi. Không có sót một cái chi tiết nào hết. Trước đây ấy, là con đi thì con rất là thận trọng và không bao giờ dám. Tức là ví dụ như nhảy như này là không được này. Nhảy như này thì không được. Hoặc là ví dụ như nhảy cả hai cái chân lên như này là không có làm được. Còn bây giờ là có thể tự còn nhảy cả một cái chân và hai chân thì đều được luôn. Con yêu cô lên. Hàng tuần thì chúng tôi chỉ gặp nhau một lần từ những người xa lạ. Nhưng các em rất hào phóng, trao cho tôi rất nhiều tình yêu thương. Nó khiến tôi sống tốt và tôi rất hạnh phúc khi trao lại tình yêu thương của mình cho các em. Oh! Cut! 20 tuổi, cô gái Linh Rateau đến Việt Nam lần đầu tiên và thực sự yêu đất nước này. Dự định một năm ở lại để thực hiện dự án của mình. Thế nhưng tới nay đã 18 năm, Linh Rateau gắn bó với ngôi nhà Dancenter mang lại cuộc đời mới cho những học viên đặc biệt. Và những hình ảnh như là một minh chứng nữa cho thấy là nghệ thuật âm nhạc nhảy múa đang thực sự gắn kết con người với nhau và cũng là một cách để mà lan tỏa những điều tử tế, tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, tới đây thì Chuyển động 24 giờ xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.